tiếp theo sẽ là nội dung mà chúng ta chờ đợi, đó là 4 x 100m tiếp sức nữ. Với sự tham gia của các đội Lào, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Singapore. Nội dung mà 4 cô gái của Việt Nam, đó là vận động viên và những đội sẽ tham gia nội dung thi 4 x 100m tiếp sức nữ. Đường chạy số 5 của vận động viên Việt Nam. Đường chạy số 6 là vận động viên của Indonesia. Ngày hôm nay trên sân Mỹ Đình, như tất cả những vận động viên của Việt Nam chúng ta tham gia thi đấu đều đã nỗ lực hết mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung 4 x 100m tiếp sức nữ. Và cuộc thi nào cũng vậy, sân chơi nào cũng vậy, chúng ta cũng thấy những giọt nước mắt bên cạnh những nụ cười chiến thắng. Và hàng số 5, những vận động viên của Việt Nam. Và có những bước chạy tiếp sức tiếp theo. Dương Thị Hoa, người chạy ở lượt 3 này. Và đây là giây phút quan trọng nhất, giây phút rút đích. Nỗ lực và ở nội dung 4 x 100m tiếp sức nữ này, tuyển Việt Nam chúng ta đã có chiếc huy chương bạc. Còn Thái Lan đã giành được chiếc huy chương vàng ở nội dung 4 x 100m tiếp sức nữ. Và thể thao Việt Nam giành huy chương bạc ở nội dung 4 x 100m tiếp sức nữ này, và chiếc huy chương đồng thuộc về đoàn Malaysia.
vận động viên của bốn vận động viên của Thái Lan, anh bước chạy đầu tiên đã có cú nước rút 44:39 là thành tích 4 x 100m của các cô gái từ Thái Lan.